Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình tin mới mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Sáng ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế công bố Hà Nội có một ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân số 1581 trong cộng đồng, là một phụ nữ sống tại khu đô thị Tham City, thuộc quận Hai Bà Trưng, bệnh nhân sinh năm 1967, sống tại P12A05T6 khu đô thị Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân số 1581 có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân số 1553, ngay sau khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 trên thì được xác định là F1 của bệnh nhân số 1553 từ sáng sớm nay, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa nhà này và khẩn trương thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Xin được chuyển sang phần tin tức khác. Báo Handelblad Thương mại ngày 27 tháng 1 nhận định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia thành công nhất về kinh tế ở châu Á, cũng như kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Trong một năm qua, Việt Nam mới ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm và 35 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Theo bài báo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thành quả trung tâm của đất nước gần 100 triệu dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với những biện pháp nghiêm ngặt đã giúp kiểm soát tốt đại dịch. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi và đi lên khi hầu hết các quốc gia trong khu vực rơi vào suy thoái. Mới đây, Bộ Công Thương đã có công điện số 526 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chuỗi siêu thị lớn về tăng cường các biện pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trong mọi tình huống và phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống phân phối, đặc biệt là vào dịp cao điểm mua sắm hàng hóa Tết Nguyên đán 2021, Bộ Công thương đề nghị Sở Công thương các địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công thương tại chỉ thị số 04 ngày 31 tháng 1 năm 2020, chỉ thị số 06 ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công thương về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, các Sở Công thương phải theo dõi sát diễn biến thị trường, chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ Tết. Tổng cục Thống kê vừa cho biết tháng 1 năm 2021 là thời điểm trước Tết nguyên đán nên hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch tăng so với tháng trước. Về thị trường xuất khẩu hàng hóa tháng 1 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường nhập khẩu hàng hóa tháng 1 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc, thị trường ASEAN, Nhật Bản, thị trường EU và Hoa Kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 12 2020, nhập siêu 252 triệu đô la Mỹ, năm 2020 xuất siêu 20 tỷ đô la Mỹ, ước tính tháng 1 2021, xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,8 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 3,1 tỷ đô la Mỹ. Hôm nay ngày 29 tháng 1, Tổng cục Thống kê cho biết niềm tin về triển vọng kinh doanh gia tăng. Theo đó, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp và nền kinh tế trong tháng là 395.100 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1 năm 2020. Theo đó, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 155.100 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 115.900 lao động, tăng tương ứng 21,9%, tăng 25,9% và tăng 37,2%. Trong tháng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, cả nước có 4.015 doanh nghiệp đăng ký, tăng thêm 240.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại đạt gần 16,6.000 doanh nghiệp tư ứng giảm 23,2% và 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, có 25.752 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Ngày 29 tháng 1, Tổng cục Thống kê cũng đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1. Cho biết giá lương thực thực phẩm ăn uống ngoài gia đình, giá xăng dầu, giá ga trong nước đi lên là những yếu tố làm cho CPI tháng 1 tăng 0,06% so với tháng 12 năm 2020. Ngày 29 tháng 1, Tổng cục Thống kê thông báo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 cho biết đây là tháng sắp Tết nguyên đán tân sửu nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Theo đó, giá lương thực thực phẩm ăn uống ngoài gia đình đã đi lên, đồng thời giá xăng dầu, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Đó là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng nhích 0,06% so với tháng 12 2020. Tuy nhiên, CPI đã giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó CPI khu vực thành thị giảm 0,60%, khu vực nông thôn giảm 1,38%. Như vậy là phát cơ bản tháng 1 chỉ tăng 0,49% so với cùng kỳ 2020 và là các mức tăng thấp nhất của tháng 1 trong vòng 5 năm gần đây. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2021 ước tính tăng 9% so với tháng 12 năm 2020, nhưng giảm tới hơn 99% so với cùng kỳ năm trước. Do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế, nên lượng khách đến chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam, lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ. Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 2021 ước tính đạt 17.736 lượt người, trong đó khách đến bằng đường hàng không và đường biển giảm hơn 99%, bằng đường bộ giảm gần 98%. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 165 đề nghị các địa phương đảm bảo hoạt động du lịch. Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác quản lý địa điểm, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn hóa tốc gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp để tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 5244 ngày 1 tháng 12 2020 và chỉ thị số 5369 ngày 8 tháng 12 2020 của Cục. Hồi 23 giờ ngày 28 tháng 1, 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh ký vào ban công điện số 02 gửi giám đốc các sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Công điện nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1, 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần công tác phòng chống dịch của thành phố cần chủ động phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn nhưng cũng cần bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng ngày 29 tháng 1, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ, các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt các việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển. Văn phòng Thường trực yêu cầu các tỉnh, thành phố có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai khi có yêu cầu. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mới đây tại châu Âu đã nhận định tốc độ lây lan của COVID-19 tại châu Âu vẫn ở mức cao, gây áp lực cho dịch vụ y tế, do đó vẫn còn quá sớm nới lỏng lệnh phong tỏa tại khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, ông Clark nhận định châu Âu cần kiên nhẫn bởi các công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần có thời gian. Ông nhấn mạnh, các nước đã nhận thức được rằng việc đóng và mở lại nền kinh tế quá nhanh là một chiến lược kém hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch lây lan. Tỷ lệ lây nhiễm tại châu Âu vẫn đang rất cao, ảnh hưởng đến hệ thống y tế và khiến các dịch vụ quá tải. Do đó, theo ông Clark, hiện còn quá sớm để nối lỏng lệnh phong tỏa. Ông nhận định việc giảm tỷ lệ lây nhiễm đòi hỏi các nỗ lực kiên trì, đồng thời cảnh báo rằng mới chỉ có hơn 3% dân số trong khu vực được xác nhận mắc COVID-19 và những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề có thể bị bùng dịch lần nữa tổng cộng có 35 nước tại châu Âu đã triển khai chương trình tiêm phòng Covid-19 với 25 triệu người đã được tiêm phòng. Ngân hàng trung ương châu Âu ECB mới đây đã đánh giá cho đến nay các ngân hàng lớn của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã ứng phó tốt với cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn hiện nay là các khoản nợ xấu có thể gây nhiều thiệt hại. Theo ECB, so với giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 tới 2009, các ngân hàng Eurozone bước vào năm 2020 với mức vốn cao hơn và khả năng chống chịu tốt hơn với các tình trạng kinh tế yếu kém. Các biện pháp chưa từng có của chính phủ đã giúp bảo vệ các công ty, người lao động cũng như lĩnh vực ngân hàng trước cú sốc đại dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo hiện vẫn còn rủi ro lớn trong ngắn và trung hạn. Ngân hàng Trung ương châu Âu nhận định điều kiện kinh tế xấu đi do dịch Covid-19 đã làm chậm lại tốc độ suy giảm của nợ xấu. Từ trước, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde cảnh báo đại dịch Covid-19 vẫn gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống y tế cũng như nền kinh tế Eurozone toàn cầu. Tổ chức Du lịch Thế giới công bố đại dịch COVID-19 năm 2020 đã thổi bay 1.300 tỷ đô la Mỹ doanh thu, cao hơn 11 lần so với khoản thiệt hại mà ngành du lịch từng ghi nhận trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Theo đó, Tổ chức Du lịch Thế giới gọi năm 2020 là năm tệ hại nhất trong lịch sử ngành du lịch. Tổ chức có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha cho biết số lượng khách du lịch quốc tế năm ngoái giảm 1 tỷ, tức là 74%, Đồng thời cảnh báo đại dịch đe dọa khoảng 100 tới 120 triệu việc làm trực tiếp trong ngành du lịch. Theo tổ chức, việc triển khai vaccine phòng Covid-19 hứa hẹn sẽ giúp ngành du lịch dần hồi phục cho năm 2021. Tuy nhiên, nhiều nước đang tái áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn như cách ly, xét nghiệm bắt buộc và đóng cửa biên giới do diễn biến tự nhiên của đại dịch. Số lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2019 tăng 4% so với năm trước lên 1,5 tỷ lượt, trong đó Pháp là nước thu hút có du khách nhiều nhất thế giới, tiếp đó là Tây Ban Nha và Mỹ những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo